Vâng, em Loan ô tô cũ kênh Môn Hải Dương xin được chào mừng quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Và trong buổi chiều ngày 16 tháng 6 năm 2019 thì em mới về một cái chiếc Toyota Vios được nói là cái dòng lùi đồng quây đá đấy ạ, được sản xuất năm 2005. Lông full kịch rồi nhá. Với giá bán là 155 triệu đồng để sử dụng ngay một cái mẫu xe Toyota Vios 2005 này. Và chiếc xe này là xe tên tư nhân, em mua lại của chính chủ Hải Phòng nhá. Xem xe tại 388 Long Xuyên kinh Môn Hải Dương. Nếu quý vị anh chị và các bạn nào mà muốn sở hữu cái mẫu xe này thì liên hệ em qua số điện thoại 0976081699 để sở hữu cái mẫu xe Vios 2005 này nhá. Và sau đây em sẽ đi vào chi tiết tổng thể ngoại thất như nội thất cái mẫu xe Toyota Vios 2005 này cho quý vị anh chị và các bạn cùng xem qua cái mẫu này. Và trước khi bước vào video thì các bác đừng quên đăng ký kênh cũng như like kênh, chia sẻ, bật nút chuông thông báo giúp em để tiện theo dõi những cái mẫu xe mới nhất em lên thường xuyên trong ngày cho quý vị anh chị và các bạn cùng tham khảo nhé. Dạ vâng, trước màn hình nhỏ của quý vị anh chị và các bạn đây là một cái mẫu xe Toyota Vios được sản xuất năm 2005. Tên tư nhân nhá, biển số của Hải Phòng nhá. Và chiếc xe này em mua lẻ của chính chủ nên các bác hoàn toàn yên tâm nếu có muốn sang tên đổi biển là cái mẫu xe này cũng rất là nhanh chóng thôi. Cái mẫu xe này em bán giá là 155 triệu đồng để sở hữu cái mẫu xe. Phải nói là một cái mẫu xe cực kỳ là bền bỉ. Nếu mà đã ai mà đã từng nghĩ đến cái dòng Toyota Vios thì thường là nghĩ đến là một cái dòng xe cực kỳ bền. Nó là một cái dòng xe nồi đồng cối đá đấy ạ. Vâng, ở cái mẫu xe này thì xe là trước là taxi nhá, hầu hết những cái dòng Và đây là một cái chiếc xe Vios Nimon lông nhá, lông phun kịch rồi ạ. Đấy, cái dòng này thì trước là đều chạy taxi rồi và đã ra tên tư nhân rất là lâu, đời 2005. Và tư nhân thì xe sử dụng rất là, nói chung là một cái dòng xe mà rất là bền và chủ đi rất là giữ gìn. Với giá bây giờ chỉ là 155 triệu đồng thôi. Nào quý vị anh chị và các bạn sở hữu ngay cái mẫu xe đi về che mưa che nắng hay là chạy dịch vụ cũng được. Đã đưa chạy dịch vụ rất là hợp lý cho cái mẫu xe này, hơn 100 triệu đồng thôi. Xe này đã là chủ xe độ nên hầu hết là đầy đủ rồi nha. Gương hệ thống gương kính chỉnh điện là 4 cánh này và la răng đúc rồi. Đây nhá. Gương kính chỉnh điện la răng đúc và cái lát em sẽ đi vào chi tiết cái ngoại thất cái nội thất cho quý vị anh chị và các bạn cùng xem. Đây là la răng đúc 4 bánh nhá. Và chủ xe độ lên cái la răng đúc này của đời 2008 rồi, 2007, 2008 rồi. Nên cái bộ la răng đúc của nó rất là đẹp. Và 4 bánh là phanh đĩa nhá, 4 bánh phanh đĩa hết rồi. 4 bánh phanh đĩa và la răng đúc 4 bánh. Gương kính chỉnh điện. Và tổng thành của chiếc xe này thì xe em cam kết là không đông đụng, không ngập nước gì cả. Với cái giá tiền hơn 100 triệu đồng thôi. 155 triệu đồng rất là hợp lý để quý vị anh chị và các bạn mua cái mẫu xe Vios này về sử dụng. Một cái dòng xe cực kỳ là bền và đồ thay rất là nhiều. Xe thì không đâm đụng, không ngập nước gì cả nhá. Và rất là nhiều chi tiết trên chiếc xe này là chủ xe đã độ lên cái mạ chrome này. Nên là nhìn xe rất là thoát, xe rất là sáng và rất là sang. Đấy, rất là nhiều thay nắm mạ chrome nhá. Một chiếc lông full rồi. Đời 2005. Và tổng thành của chiếc xe này về quý vị anh chị và các bạn cũng sẵn sử dụng thôi. Vì cái xe này cũng gắn là cam lùi rồi, cũng gắn cam lùi cả rồi nhá. Nhưng mà xe chưa được độ lên màn hình. Ở chiếc xe này thì chủ xe đã độ lên một cái hình nhỏ nhỏ và cam hành trình. Thế nhưng mà chủ xe khi bán xe đã đấy lấy lại cái cam hành trình đó thì cái đấy cái này chưa quý vị các bạn nào mua về thì có thể vì vẫn còn cái dây ấy. Cái dây để độ thì mua các bác mua về thêm để lắp vào thành để cho nó hoàn thiện hơn thôi. Đấy, nói chung là một cái chất xe thì xe form dáng còn nguyên xe, không có đâm đụng, không có ngấm nước gì cả. Nãy em sẽ đi cái phần cuối video, các bác xem hết video để xem cái phần khoang máy của cái chiếc xe này nhá. Đấy, tổng thành sơn xi của chiếc xe này thì khỏi phải nói rồi. Đấy, sơn xi rất là đẹp. Về sẵn sử dụng ở cái mẫu xe này nhá, các bác nhá. Đây, các bác nhìn nhá. Đây, không hề có hiện tượng là han mọt gì ở cái mẫu xe này nhá. Cua lốp đây. Đã sơn lên một cái lớp chống han mọt rồi. Nên các bác hoàn toàn yên tâm cái mẫu xe này. Không có han mọt gì cả. Đấy, la răng đúc nhá. La răng đúc đây. Và phanh phanh đĩa 4 bánh rồi. Đấy, rất là nhiều chi tiết nhỏ được mạ lên chrome đây. Nhìn rất là sáng xe. Rất là thoát xe. Và đây là cái
Nội thất của cái mẫu xe này, nội thất thì hoàn toàn nguyên bản từ năm 2005. Nó hơi cũ một chút, đấy, cũ theo thời gian thôi, nên cũng không có hiện tượng rách dưới gì cả. Chủ xe cũng rất là giữ gìn và chăm sóc rất là cẩn thận cái mẫu xe này. Và còn bọc thêm những cái chi tiết nhỏ, được dán thêm cái những cái chi tiết này, được dán thêm cái bộ phận như là cái giả gỗ đấy ạ, giấy giả gỗ. Nhìn thấy bước vào chiếc xe nó cảm giác nó sang hơn một chút. Đấy. Và trần thì là trần da nhá, trần da nhá. Nếu bác nào mà ở xa muốn sở hữu cái mẫu xe này thì liên hệ trực tiếp với Loan 0976081699 để sở hữu cái mẫu xe này nhá. Em sẽ quay chi tiết qua video này cho quý vị anh chị và các bạn cùng xem để chốt cái mẫu xe này. Em ghi rất là chi tiết. Chiếc Vios 2005. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng, cái chiếc xe này thì nó đã chạy dịch vụ rồi, dịch vụ taxi rồi. Và ra tên tư nhân rất là lâu, bây giờ chủ xe đi rất là giữ gìn. Đấy, bốn cánh tổng nâng hạ kính nhá, hoạt động hoàn toàn bình thường nhá. Đây, chủ xe đã lắp thêm một cái gioăng chống ồn. Đây, chống ồn ở đây. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Thì cái mẫu xe này có hơn 100 triệu đồng thôi. Cái mẫu xe này thì đi rất là chắc chắn, rất là bền bỉ rồi. Mà đầm xe. Đấy. Mà nó rất ít khi hỏng vặt ở cái mẫu xe này, hầu hết là không có hiện tượng là hỏng vặt ở cái mẫu xe này nhá. Đây, số này, số cũng còn rất là rõ chứ không phải là mờ nhá các bác nhá. Xe thì chưa được lên màn hình, vẫn là đầu đài đầu đĩa nguyên bản theo xe hoạt động bình thường. Và đây trước chủ xe đã nối dây đây. Và độ thêm cái màn hình ở đây ạ, độ thêm cái màn hình ở đây nhá. Độ cái màn hình ở đây. Màn hình và cảm biến rồi là cam hành trình. Nhưng khi bán xe chủ xe đã tháo ra. Tháo xe và các bác mua rồi các bác độ thêm một cái màn hình nhỏ nhỏ xíu ở đây. Rất là tiện phải không ạ? Đấy, nội thất thì cũng tương đối là sạch sẽ. Đấy. Rất là nhiều chi tiết được mạ lên chrome. Nhìn rất là thoát xe. Xe thì đăng kiểm mới đăng kiểm nhá. Và đến tháng 12 năm 2019 cơ. Tháng 12 năm 2019. Các nhìn nhá. Đấy. Và với 155 triệu thôi, 155 triệu đồng quý vị anh chị và các bạn có thể sở hữu ngay cái mẫu xe này. Về đi gia đình hay là chạy dịch vụ cũng rất là hợp lý với cái giá tầm tiền phù hợp với kinh tế của mình. Bốn tổng nâng hạ kính hoạt động hoàn toàn bình thường. Một chiếc xe không lỗi gì cả. Nồi đồng cối đá nhá. Đấy, rất là chắc xe. Đấy, một chiếc xe thì em cam kết quý vị anh chị và các bạn là một chiếc xe không lỗi, không đâm đụng, không ngập nước. Và bây giờ em sẽ cho quý vị anh chị và các bạn xem hệ thống khoang máy của cái mẫu xe này nhá. Nếu bác nào mà nghĩ cái mẫu xe này thì em Loan qua số điện thoại là 0976 081699. Và đến xem xe tại đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương để chốt cái mẫu xe này. Đây, em sẽ mở cho quý vị anh chị và các bạn xem cái hệ thống khoang máy của mẫu xe Vios này. Vâng, trước mắt quý vị anh chị và các bạn, đây là một cái hệ thống khoang máy của cái chiếc Toyota Vios được sản xuất năm 2005 với cái giá bán 155 triệu đồng nhá. Vâng, đây một cái hệ thống khoang máy cực kỳ là khô ráo, sạch sẽ, không hề có hiện tượng là đâm đụng hay ngập nước gì ở mẫu xe nhá. Đây, rất là khô, không hề hiện tượng là chảy dầu nhớt gì. Và cái hệ thống khoang máy này thì một cái hệ thống khoang máy thì cũng không rửa, em cứ để nguyên bản thôi. Nếu quý vị anh chị nào mà ưng cái mẫu xe này thì em có thể em sẽ dọn rửa cái hệ thống khoang máy cho quý vị để cho nó sạch đẹp hơn, nó sáng hơn. Nhưng mà hầu hết những cái hệ thống khoang máy em thường là để tự nhiên, em sẽ không rửa vì nó rất là nhiều những cái chi tiết bộ phận như là dây điện ở đây. Mình cũng hạn chế cái rửa khoang máy nó sẽ tốt hơn. Đấy, xe thì không có hiện tượng và đâm đụng ngập nước gì các bác nhá. Nhìn cột kèo đây ạ. Cột kèo rồi là đèn đóm còn nguyên nhá. Đấy. Ra tên tư nhân rất là lâu rồi và chủ xe đi rất là giữ gìn. Nói chung là một cái dòng xe mà xe nào cũng vậy thôi. Nếu đã thuộc quyền sở hữu của mình thì nó phải được giữ gìn, cũng như là giữ gìn. Vì nó là tiền của công sức của mình bỏ ra mà. Nên họ sẽ đi rất là giữ gìn, không như những cái chiếc xe taxi mà cứ truyền người nọ, truyền tay người nọ, truyền tay người kia đi đâu ạ. Và ra tên tư nhân và họ cũng đã cẩn thận giữ gìn và độ rất là nhiều thứ của chiếc xe này rồi. Các bác về sẵn sử dụng cái mẫu xe này thôi.
và bộ đèn đây, bộ đèn súc rửa rất là sáng nhá, rất là sạch sẽ. Đấy, rất là nhiều cái chi tiết chrome ở chiếc xe này. Em sẽ lổ máy cho các bác xem nhá. Đấy, phải nói là cái hệ thống khoang máy, nếu mà phải cái dòng khác thì em không nói, nhưng cái dòng Vios này thì nó là một cái hệ thống khoang máy cực kỳ êm, cực kỳ khỏe, bền. Êm, khỏe và bền nhá, rất là bền. Đấy, máy nổ rất là êm rồi em ạ. Đó, không có gì để chê ở cái dòng Vios này cả. Nó được gọi là một cái dòng xe phải nói là lồi đồng cuối đá. Với cái dòng này và cũng như là dòng xe 7 chỗ như là Mitsubishi Rally ấy. Đấy, cực kỳ bền bỉ nhá. Mà rất là ít khi hỏng vặt. Mà nói chung là không có hiện tượng hỏng vặt ấy ạ, ở cái dòng Vios này. Về cái form dáng của nó thì không đẹp như những dòng xe khác, nhưng mà nó rất là bền, rất là bền và không hỏng vặt những cái dòng xe này. Đấy, hệ thống khoang máy đây. Đấy, máy nổ rất là êm. Đấy, nếu bác nào mà ưng ý cái mẫu xe này hoặc là muốn chốt mẫu xe này với cái giá tầm tiền này thì các bác liên hệ em qua số điện thoại là 0976 081 609, em Loan Kinh Môn, để chốt cái mẫu xe Toyota Vios này nhá. Đấy, hệ thống khoang máy cực kỳ khô ráo và nổ rất là êm đúng không ạ? Xe thì phải nói là chủ xe đi rất là giữ gìn cũng như là cẩn thận. Đây, bọc thêm cũng như là cắt thêm một cái miếng dán táp lô để tránh cho hiện tượng bị lắng, bị hao mòn ấy ạ. Đấy, một cái táp lô, nói chung là một chủ xe rất là cẩn thận, mua xe của tư nhân mà sang tên rất là nhanh chóng nhá. Với cái tầm tiền là 155 triệu thôi thì các bác nào mà có ý định sử dụng cái mẫu xe này thì liên hệ ngay với em Loan nhé, 0976 081 609, để sử dụng ngay cái mẫu xe Toyota Vios 205 này, đã được lâu full kịch rồi. Đấy, mà xe thì không lỗi gì cả, form dáng xe cũng còn khá là đẹp. Đấy, em quay rất là chi tiết cái mẫu xe nhá. Và trước khi kết thúc video thì các bác đừng quên để lại một lượt like như đăng ký kênh, chia sẻ kênh giúp em để tiện theo dõi những cái video clip em đăng lên thường xuyên trong ngày cho quý vị anh chị và các bạn cùng xem và tham khảo nhé. Và bên em chưa thu mua cái dòng ô tô cũ từ 2 cho đến 7 chỗ ngồi với giá dao động từ 200 cho đến từ 100 cho đến 400 triệu đồng. Nếu bác nào mà có nhu cầu cần bán xe thì để lại tin nhắn qua Zalo 0976 081 609 giúp em. Em sẽ chủ động liên hệ lại quý vị anh chị và các bạn và mua với những cái giá hợp lý nhất. Và bên em cũng có trao đổi xe nhá. Nếu mà các bác nào mà muốn trao đổi xe, ưng ý cái dòng xe nào bên em thì đến tại 388 Long Xuyên Kim Môn Hải Dương để trao đổi xe nhá. Và hẹn gặp lại quý vị các bạn qua những video tiếp theo ạ.